đây là một trường hợp tắc mật. Thì tắc mật do nguyên nhân gì thì chúng ta không bàn đến ở đây. Hôm nay chúng ta cho các anh chị xem cái một cái dấu hiệu liên quan đến cái tắc mật đấy. Ta thấy gì đây? Thấy những cái mảng bầm máu ở dưới da. Nha, cái mảng bầm máu này là có thể xuất hiện ngẫu nhiên, mà thường là xuất hiện sang cái sang chấn hoặc là những chỗ tiêm chích. Nha, thì cái mảng bầm máu này là có dấu hiệu chứng tỏ là nó xảy ra một cái rối loạn đông máu, đúng chưa, đúng không? Rối loạn đông máu này là do gì? Là do tắc mật gây ra, đúng không? Tại sao trong tắc mật nó xảy ra cái rối loạn đông máu, mà tại sao rối loạn đông máu biểu hiện bằng cái mảng bầm máu không biểu hiện bằng những cái dấu hiệu điểm xuất huyết hay xuất huyết tiêu hóa hay chảy máu chân răng, đúng chưa, đúng không? Cái mảng bầm máu khác mà cái điểm chảy máu, những cái điểm chảy máu bầm máu nó khác nha, BTC nó khác, mã này ECMO. ECMO là cái mảng bầm máu. Rồi có những cái dạng rối loạn đông máu khác nữa như là chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu chân răng. Thì đây là cái dấu hiệu tương đối điển hình của cái rối loạn đông máu do tắc mật. Nha, nên tắc mật có rối loạn đông máu thì cái biểu hiện rối loạn đông máu đó chủ yếu là cái anh này. Chứ không có những cái điểm xuất huyết, không có chảy máu chân răng, không có chảy máu nội tạng, không có chảy máu tiêu hóa. Cơ chế là sao? Cơ chế là gì? Là tắc mật thì sao? Tắc mật thì mật nó sẽ không xuống ruột được, hoặc nó giảm xuống ruột, đồng ý không? Thì mật xuống ruột không được thì nó sẽ làm cái gì? Làm cái gì? Đúng rồi, làm giảm hấp thu, làm giảm tiêu hóa mỡ. Tại vì mỡ muốn tiêu hóa trong ruột thì phải có vai trò của mật, nó mới tạo thành những hạt mi sen mới được vận chuyển vào trong cơ thể qua cái đường nhũ tiêu hóa, đúng chưa? Nếu không có mật thì mỡ không tiêu hóa được, không được hấp thu, đúng chưa? Như thế thì những cái loại vitamin nào mà nó tan trong mỡ thì nó cũng giảm hấp thu theo luôn, đúng chưa? Giảm hấp thu vitamin tan trong mỡ là cái gì? Có gì? ADK, anh K đấy là có liên quan đến cái mảng bầm máu này. Tại vì sao? Thiếu vitamin K sẽ làm giảm tổng hợp. Vitamin K là một yếu tố cần thiết cho quá trình tổng hợp, một cái yếu tố đông máu của gan là gì? Protein, đúng không? Đúng không? Cho nên là thiếu vitamin K thì sẽ giảm tổng hợp protein, gây ra rối loạn quá trình cầm máu đông máu. Thì biểu hiện bằng cái gì? Biểu hiện bằng lâm sàng là những mảng bầm máu. Còn xét nghiệm là gì? Chỉ số BT kéo dài, chỉ số INR kéo dài. Nắm được chưa? Nắm được không? Đặc điểm của bị xét nghiệm cầm máu đông máu trong trường hợp này là gì? BT thì bình thì kéo dài, nhưng BTT thì bình thường. BT kéo dài, INR kéo dài, nhưng BTT thì bình thường. Tiểu cầu bình thường. Nha. Rồi tắt.